Dậy ông ơi. Dậy. Đây rồi. Tôi đã dặn anh rồi. Ở nhà thì phải khóa cái cửa đó vào. Tôi về tôi sẽ gọi. Anh mở cửa tơ hơ ra thế. Trộm mà nó vào một phát nó khua hết đồ tôi. Ai chịu trách nhiệm? Qua nằm chờ cô về. Nhờ cô dạy cho cái tìm việc mà. Cùng quên mất. Thế này định như nào? Nay chuyển đi luôn. Tìm một chỗ ở tạm rồi. Tôi còn nợ mấy đồng thì báo có gửi nhá. Ok, nhớ trả là được. Cho gửi ít đồ đây nhá. Chỗ mới để chưa tiện. Anh đi đâu đấy? Ở nhà không có việc gì thì ra quán phụ với em đi. Anh đi xin việc. Rồi còn xem bác Chí bác ấy sống thế nào. Bạn bè không có, người thân thì không. Không hiểu sống lang thang kiểu gì. Sao em tưởng bác ấy qua chỗ bạn của bác ấy mà. Lạ thật. Nhà có, người thân có, mà bây giờ phải sống lang thang ngoài đường, ăn nhờ ở đậu. Em thấy có được không? Anh vừa phải thôi. Em nhịn anh như thế là quá đủ rồi đấy. Đành rằng là cái sự việc của bác Chí đến thời điểm này, anh thấy đấy là đúng. Nhưng mà có phải tất cả mọi... Nhưng mà anh xin lỗi được chưa? Lỗi của anh được chưa? Anh có định là